Hello, xin chào các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay á, thì mình đang phơi đèn cho hai cái bé rùa mà là đầu tiên mình nuôi. Các bạn theo dõi kênh YouTube của mình thì chắc cũng biết hai bé này rồi ha. Bé Common và bé rùa cá sấu Alligator. Mấy hôm nay trời mưa và cũng hơn một tháng rồi không có phơi nắng được cho hai cái bé này, cho nên ngày hôm nay thì mình quyết định mình phơi đèn, mình phơi để như thế này một tiếng đồng hồ luôn đó. Mình thì chỉ có một cây đèn thôi và mình chia ra như thế này ha các bạn, nó chỉ có qua cả hai bên. Cái bé rùa alligator này nè thì nó vẫn còn nhỏ hơn bé common này khá là nhiều, do mình lấy về nuôi trẻ hơn bé common này tầm 2 tháng ha. Mai common của mình hôm nay nhìn nó to lắm, mai thì mai màu vàng có những cái đường viền màu đen, cái yếm của nó cũng màu vàng luôn rồi các bạn. Mình sẽ cầm lên cho các bạn xem dữ không, mình cầm lên cho bạn xem cái yếm đó ha. Ui ơi đây, yếm của nó màu vàng khó cầm quá, cái móng của nó bấu vô mình có khi là rách tay luôn á. To rồi. Trời ơi trời ơi trời ơi, mấy cái con rùa này nè cứ đụng vô cái phần đuôi nó là nó nhảy lên nhưng nó tự vệ hay sao quá. Chỗ nhạy cảm. Ai, qua đây nằm đi cu. Còn cái bé này thì hôm vừa rồi mình cũng mới quay. Rồi đầu nó tự vệ há miệng ra. Nói chung là nó nhổng những cái chân của nó lên. Đó. Ở dưới nè mai nè. Không phải yếm, yếm cho vậy mai mình lộn, con này chắc là con cái các bạn ha, con này chắc là con cái rồi. Còn cái bé common này như cũng là con cái luôn á. Mình mấy bé rùa của mình toàn là giống cái không à. Ui. Dữ lắm, dữ mà nguy hiểm nữa, ghê ghê ghê. Nói chung thì không có dựng nhầy được với tụi nó đâu. Các bạn thấy là khi mà cái bé common nó càng bự ra thì cái phần mai nó càng bè ra và nó không có còn nhô cao như lúc nhỏ nữa, nó bị bẹt xuống á. Có thể đây là cái đặc điểm chung của cái dòng rùa common. Lúc nhỏ nhìn nó ngầu nó dễ thương lắm, tuy nhiên càng về lớn thì cái phần này nó càng bị xẹp xuống và nó bè ra, còn cái thằng này thì nó vẫn còn nhỏ. Các bạn thấy là bé này vẫn còn mập đúng không? Cũng lâu lắm rồi không có cho nó ăn cá, ăn tôm, ăn tép gì cả. Mình cho nó ăn mấy cái viên cám á. Nói chung thì cũng không có cho ăn nhiều. Một tuần thả vào một lần cho nó ăn mà cũng không có ăn no nữa, vừa vừa thôi. Mà nó vẫn rất là mập. Trời ơi, các bạn nghe nó khè không? Nó khè lên tiếng kêu luôn á. Đó, đây. Các bạn nhớ cầm chắc nha, cái size này nó vẫy một cái là rớt xuống luôn á, ác quá, dữ quá. Mấy hôm nay thì tình hình dịch cũng căng thẳng lắm, cho nên là thời gian rảnh của mình cũng khá là nhiều.
À, các bạn cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ha. Hôm nay thì quay lại một cái clip cập nhật tình hình của hai bé rùa này của mình. Đuôi nè, có những cái gai nè các bạn. Ok, thôi mình xin off video ngay tại đây nhé. Bye bye.